Chào tất cả các bác, chào mừng các bác đã đến với kênh của Catala Fishing. Thì trong clip ngày hôm nay, shop em xin được giới thiệu đến các bác một mẫu cần tay đến từ thương hiệu Shimano. Thì cụ thể cái mẫu cần tay hôm nay shop em giới thiệu là chính là dòng cần Borderless chữ danh. Đó, một thương hiệu cần tay cực kỳ nổi tiếng. Không những trong dòng cần tay của Shimano mà trong thị trường nói chung, hoặc bất kỳ hãng nào, khi mà nhất là đối với các anh em nào đam mê cái bộ môn cầu tay, thì nhắc đến cái thương hiệu Borderless này thì cực kỳ gần như ai cũng biết, nó là một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng rồi. Đó, thì hôm nay bên em sẽ về cái modem GLB các bác nhé. Và hiện tại thì có hai size B630T và B720T, tương đương với hai size 6m3 và 7m2 đó. Thì nói chung thì về những cái dòng cần tay của thương hiệu Shimano này, nhất là những cái dòng cần Borderless, thì được rất nhiều các anh em hỏi và yêu thích bởi cái sự mạnh mẽ ở những cái phẩm chất phôi hay là những cái công nghệ phôi cần của độc quyền của Shimano áp dụng lên những cây cần tay, hay là nói chung là những cái công nghệ phôi như phôi carbon mà ứng dụng từ những cây cần máy, cần lưu hay cần tay. Thì đối với những cái hãng lớn như Shimano thì nó sẽ có nhiều ưu thế về công nghệ đó, cho nên là được rất nhiều anh em yêu thích. Nhưng ở thị trường mình, thị trường Việt Nam mình, thì những cái dòng cần tay của Shimano thì về khá là ít, và thường lâu lâu về một lượt, và mỗi lần về thì cũng cực kỳ ít. Bên cửa hàng em thì đôi khi nó cũng có, thi thoảng cũng có về một vài mẫu và một vài size, nhưng mà thường thường thì cũng không đủ để phục vụ anh em. Thường thường thì đều cũng các bác dặn trước về Ấn Độ thì đều được các anh em đến cửa hàng và lấy luôn. Thì hôm nay em sẽ cố tranh gắng tranh thủ lên cái clip ảnh giới thiệu qua các bác nhé. Đó, đây là series B630T. Trước tiên thì em sẽ giới thiệu qua một chút. Đó, thì đây là cây cần, thì cây cần này, đây là phần cán này. Còn dưới đây thì có cây để móc cây bảo vệ cần, dây bảo vệ cần. Đó, đây là phần tay cần. Tên cần này. Đó, bên trên thì có các cây thông số khác nhau. Đó là led này, tên cần này. Phôi Svirovic. Và model B630T. Cốt rồi cần thì sản xuất tại Indo nhé. Phần trên này. Đó, thì về cái bố cục nhé, thì nói trước là cái phần tay cầm này, phần cán dưới này sẽ là phần sơn đen nhá. Phần giữa này, phần trên này, phần mà in những cái thông số của cần này. Đó, thì nó sẽ in cái phần sơn bóng ở phần trên thì để trừ cái phần phôi. Đó, phôi bác sờ đây thì cảm nhận được ngay cái phần phôi carbon trên này. Đây trên thì nó cũng sơn bóng và bọc một chút những cái phôi, và đầu thì bọc một cái vòng kim loại, hay anh em còn gọi là cái kiểu chống lỗ lắp cần. Tiện thì em sẽ cho các bác xem ngọn và một số cái lõm bên trong. Đây, có một cái mút này, thì đây là các lõm bên trong. Thì tương tự như nhé, ngoài cái phần đầu lóng gốc này, ở bên ngoài này, thì những cái bên trong nhé, tất cả phần trên nó đều được bọc. Đấy, và sơn bóng. Thì đối với cái thường thường mà anh em hay gọi là cái phần gia cố thêm cái phần carbon và sơn như một cái lớp sơn dày hơn đó, để chống lỗ hay tét đó, vân vân. Thì đây là cây 6m3, có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 đốt tất cả. Đây là phần ngọn, ngọn cần này. Thì ngọn cần nó sẽ dạng làm theo kiểu chữ T. Đó. Các bác anh em cột dây vào đây. Đó, sẽ sợi kỹ một chút như phần ngọn này các bác xem. Đó. Rồi, thì sẽ tạm thời cất
đó là về cái cảm quan bên ngoài của cây gần bao đời led, toàn bộ mất là cái màu đen chủ đạo. Ngoài nói chung đa số các cái dòng cần bao đời led thì nó sẽ đều có màu đen. Một số cây cần khác là cái tay cầm là sẽ bọc xốp Eva. Còn duy nhất cái dòng limited thì được coi là những dòng cần cao cấp nhất của dòng cần bao đời led các series đó, thì nó sẽ có màu cầu vồng bằng titan. Thì nếu trong những chuyến hàng tới mà về những cây đó thì em sẽ cố gắng lên clip cho các bác xem những cây thật nhiều các mẫu series cần bao đời led nhé. Đây là phần đối trọng dưới chung nhìn thì nó cũng chỉ là đơn giản, không quá cầu kỳ, nhưng mà về cái sức mạnh với phôi thì gần như là đó. Đây là các cái phần phôi bên trong, sẽ quay một chút cho bác nhìn thấy cái độ dày của phôi, chung cũng hơi khó nhìn. Thì dạng là đoạn ngoài này thì thường thường anh em có những cây rãnh chống kẹt nó thì, nhưng mà những cái dòng cần khác, còn những dòng cần này thì nó sẽ có dạng vầy vầy như vậy đây. Đây các bác nhé. Ok. Phôi ở trên, phôi lõm bên trong. Một tạm thời ở đây thì mình tiếp tục giới thiệu với các bác qua một chút về những cái cây cần 7m2 kia. Thì đây là cây 7m2. Chung thì về cái cảm quan bên ngoài nó sẽ không khác gì so với cái cây 6m3, vẫn là cái màu sắc đen chủ đạo. Còn tay cầm thì là màu nhám, trên thì sơn bóng, và phần trên cùng thì để cái phần phôi đây B720 các thông số. Đây là về phần cần, thì đây là cái phần hộp này, thì mỗi cái cần này nó đã trong cái hộp như vậy này, hộp nhựa trong. Bên trên có in đầy đủ các cái logo của thương hiệu model cần, rồi series B630T. Đây là in một thêm một cái thông số khác. Thì chút nữa sẽ đọc kỹ hơn nha các bạn nhé. Bên trong thì nó sẽ mỗi cây cần này đi kèm theo một cái túi vải. Túi vải bên trong được thêu cái logo border led đây. Và một số cây giấy tờ khác. Tương tự cây 7m2 cũng vậy, em sẽ không hỏi thêm. Thì trong cái series cần border led này, nhất là cái dòng GLB, thì nó sẽ làm đây ở trong cái cuốn catalog của hãng đây nha, nó sẽ in ở dưới đây GLB này, nó sẽ làm 4 size, nó có từ size 6m3, 7m2, 8m1 và 9m. Đó, chỉ 4 size. Còn những cái size ngắn hơn thì sẽ không có. Thì chắc là những cái cây gần này thì đấy, nó in cả những cái thông số đầy đủ ở đây luôn. Thì tiện đây em sẽ đọc qua một chút nhé. Cây 6m3 này có số đoạn là, số đốt là 6 này. Chiều dài thu gọn là 120,8cm, trọng lượng là 285g, đường kính đọt là 2.2 và đường kính gốc 23.2, thành phần carbon là 99.6. tất cả 4 size cần đều có cái thành phần carbon và đều có đường kính đọt là 2.2 nhé. Đó, thì cây 7m2 số đốt là 7, thu gọn cũng là 120.8cm, trọng lượng 370g, đường kính đọt 2.2 và đường kính gốc 24.8. Đây đây, thì tương tự những cái size kia thì em sẽ cập nhật thêm trong những cái thời gian tới. Hôm nay thì trên clip có hai cây, em sẽ đọc hai cây size 6m3 và 7m2 thôi. Các công nghệ đây, bài bổ ích và những cái thông tin bằng tiếng Nhật khác. Chung thì trong cái cuốn này thì nó sẽ đầy đủ các series cần khác nhau.
để dầu RB này. Thì các bác nào muốn lấy cây cần này thì cứ đến trực tiếp cửa hàng em nhé, hoặc liên hệ nhanh qua số điện thoại hoặc số Zalo. Thì những cái thông tin địa chỉ cửa hàng, số điện thoại để bên dưới đây. Đó. Những cái thông tin thêm về cây cần, giá bán sẽ để bên dưới phần mô tả nữa nha các bác. Rồi thì em xin cảm ơn các bác và hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo. Tạm biệt các bác.